Chúng tôi đang sử dụng 44 máy chiếu trong khu JPWorld này để làm thành 13 khu vực game khác nhau, ví dụ như Dream City, Safari, Dreamland và khu Spaceship. Concept chính ở khu vực JPWorld này đó chính là một cái thế giới song song. Thế giới này rất đặc biệt, rất nhiều màu sắc. Và khi mà khách đến đây thì sẽ có được các cái cảm hứng về màu sắc, hình ảnh, chuyển động và tư duy logic. Thứ nhất, Epson đang là thương hiệu về máy chiếu tốt nhất trong thị trường hiện nay và rất đáng tin cậy. Thứ hai là về màu sắc. Màu sắc của Epson khá rõ ràng và sống động. Điều thứ ba đó chính là dịch vụ chăm sóc khách hàng của Epson hiện nay đang rất tốt. Và song song đó thì các bạn thấy rằng chúng tôi đã cài đặt model EBG7400 cho toàn cảnh. Thì đây là máy chiếu có độ sáng cao và có thể cài đặt theo bất kỳ hướng nào. Và model này thì có độ phân giải là khá cao. Song song đó thì chúng tôi có sử dụng model EB2065 và EB2265. Thì tuổi thọ của bóng và chu kỳ bảo trì của nó cũng sẽ dài hơn. Điều này thì làm cho chúng tôi rất dễ dàng trong việc bảo trì vận hành để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn. Chúng tôi không gặp vấn đề khó khăn về máy chiếu vì chúng tôi đã được sự hỗ trợ của Epson. Các vấn đề về đường cong cũng như vấn đề về không gian của chúng tôi thì đã có được sự hỗ trợ về phần mềm. Và chúng tôi cũng có một đội ngũ kỹ thuật tốt từ JPWorld để mà hỗ trợ hoàn thành tốt dự án này. Việc cài đặt vận hành khu vực JPWorld đã được sử dụng trong vòng 2 tháng. Chúng tôi không gặp bất kỳ một khó khăn nào trong vấn đề vận hành và bảo trì máy chiếu. JPWorld là đơn vị cài đặt vận hành các sản phẩm trong khu vực JPWorld. Chúng tôi không gặp bất kỳ một khó khăn nào. JPWorld là một sản phẩm rất mới có mặt trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được các phản hồi tích cực từ phía khách hàng.